mà phải chỉ đường vô đây, không để bán ngoài đường thành không? Không chỉ sao vô số 12 á. 12 đường thấy không? Biết cái thợ là vô rồi. Vô cái bản này. Vô cái tháp này đi mà mò, tụi này cũng đi có 8 rồi, tới đây anh Trần nó nói 12 đó. Cắm cái bản rồi. Chạy ngang nó có cái bản này đó. Mỗi cái lát nó đem lại có lẽ nó cầm cái nó làm 200 cái nó ôm lại. Trời ơi lát đi từ bánh đậu á.